tài tứ em bỏ sấp đôi, sao bây giờ đánh khó thế? Tự nhiên đánh khó vậy? Cố lên anh Kun. Tài lẻ bẻ, lẻ hay chẵn bé? Dạ em đang ấy cao hơn kinh, có tài tài tứ không tứ thôi. Hello anh Đô Tê, hình như đang cầu một mặt chẵn lại ngay. Về lúc trước thì bò rồi, ôi. Sao khúc này lại sai ra? Em đang thấy cầu chẵn đấy Đô Tê ạ, mà không có hai tay lẻ đó, không biết vào đây sao thôi. Về trước thì còn xịt trộm vía trộm vía nào, xíu gãy răng rồi. Anh cảm ơn chị bé mèo. Ô cảm ơn kinh. Ủa cố lên kinh ơi, cảm ơn đại ca, cố lên chị bé mèo, khó nha khó nha. Dạ em cảm ơn anh Kinh Bắc. Thôi nó tê cổ này khó, hôm nay em không nghiệm được luôn. Xin lỗi anh, tạ lỗi. Chân thành hôm nay không nghiệm được. Cảm ơn anh Kinh Bắc. Dạ. Cảm ơn chị Mèo. Mèo 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 mèo. Không biết đánh gì luôn. Khó dữ vậy. Anh cảm ơn NT, cảm ơn anh. Có dữ vậy. Hello anh Hiền Nguyễn, chị Hiền. Không biết có đánh sấp đôi không hay đánh gì. Khó đấy nhỉ. Bây giờ chỉ có mọi người tự nghiệm thôi, xong em thích gì chiều đấy thôi ạ. Thích gì chiều đấy thôi. Cả ơn này. Mèo 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 mèo. Kiếm vài chục bé bò. Lẻ đây rồi, không có hai tay chẵn nữa. Không có ai tay chẵn nữa. Ca sau em mấy giờ? Anh cảm ơn kinh bắt có một tiếng nữa em lai xích bô, 2 tiếng rưỡi nó mới quay lại đây. Về tay trước là có vò là sao? Không hiểu, ra chậm một tay với đâu. Đánh 2 tay giống nhau như thế nào? Thì đó em bảo là tay trước to dã man. Ăn tay bé, bây giờ đánh tay bé đã xong tay to sau. Bây giờ đánh tay bé đã xong tay to sao, anh đang bị ngược tay á. Lẻ tài, một mặt lẻ đây. Rồi. Lẻ lên, lờ la. Anh đang bị chậm tay á. Chậm tay á. Anh đánh tay này bé này, đánh tay sau to hơn. Anh đang đánh gì cũng không biết luôn đây này. Đang đánh gì cũng không biết đánh luôn đây này. Cảm ơn anh Kinh Bắc nhiều nha. 2 tiếng rưỡi nó mới quay lại đây ngon anh ạ. 7 rưỡi, 7 rưỡi, 8 rưỡi chứ. Lẻ tài. Anh ơi. Nó lại lên 1, 2, 3 gãy răng rồi. Một mặt lẻ này. Một mặt lẻ này. Lại nghiệm sao? Sai vị. Vị xỉu à? Vừa không tài còn đâu. Xoáy liên tục. Đang bề thì ăn to rồi quay xỉu. Thế mới chán. Thế mới đau. Hòa cấu. Anh đánh vị bé thôi. Vị bé thôi cho em. Vị bé thôi. Vị bé thôi cho bé được không ạ? Cả nhà cho bé xin một follow nha mọi người. Đó. Vị bé đây này. Trời trời, lẻ tiếp anh cô bé. Anh cảm ơn anh Kinh. Lẻ tiếp NT đến cầu của anh luôn á. Cầu của anh. Cầu của anh á, toàn chậm tay mà đánh 2 tay bằng nhau. Đó, đánh 2 tay bằng nhau. Dạ không sao hết trơn. Ok, tay lại bé à. Anh đang đánh ngược tay á. Anh đánh 2 tay bé, tay này bé đi. Ok, tay này bé không tay sau với. Xem cầu à. Hello chị nữ, hello anh trai em.
Đang lẻ mà lại chẵn đầu tê. Sao anh bẻ cầu vậy? Anh vượt khung rồi này. Lẻ xíu, em cảm ơn anh Kinh. Anh cảm ơn trai em. Tài lẻ. Lại hòa vị đấy, đánh bé thôi được. Đó. Lại hòa vị. Đang lẻ mà anh lại đi bé này. Lo tứ vô nha mọi người. Cảm ơn anh nhiều. Kiếm vài con xe nào. Ngồi lên lấy lại phong độ. Cứ bệt 10 tay rồi. 10 tay hả? Bây giờ mới được có 5 tay. Còn 5 tay nữa. Một quãng đường dài. Kiếm cho bé cái đu đầu đời nào. Lẻ. Đây anh ơi, ăn tay to chưa? Lẻ tiếp. Lẻ tay ăn tay to chưa? Anh cảm ơn Kinh. Đeo nhẫn luôn. Ai đánh lẻ cùng em không? Mới hơi dạ, hơi hơi được rồi, không sao. Hơi hơi, cảm ơn Kit, cảm ơn anh. Cố lên chị Thí Nga, hello chị Thí Nga. Mới được 6 tay thôi, còn 4 tay nữa. Thôi đấy chưa, em bảo cái khung này này sắp đôi. Không được. Anh Tú ơi, anh cảm ơn Kinh. Anh lo sắp đôi nè. Lẻ đánh sắp đôi à. Quay cầu. Cảm ơn anh yêu. May quá. Khó, bây giờ được 6 tay một khung rồi đó. Một khung rồi đó. Cảm ơn anh. Dạ. Kể có tứ thì đẹp ấy. Chị yêu ạ. Ăn to dây của em và một giây không kiếm được con xe nào luôn á. Một giây không kiếm được bé xe nào luôn á. Anh ơi. Cố lên tao láo. Cố lên chị nữ. Chẵn sắp đôi. Bẻ luôn. Gãy. Gãy cho coi. Gãy cho coi. Lác lác lác. Thôi đừng ngủ mà. Em còn có 5 phút cuối thôi. Chơi cùng em 6 phút đi. 6 phút cuối cứu bé đi. Mới được có 2 con xe à. Lên 5 con xe thì nghỉ. Khó dữ vậy. Cố lên anh, có mỗi anh cứu em luôn á. Mới được có 2 con xe à. Chẵn một khung chẵn lại bệt nữa. Nghi chẵn thật cụ ạ. Cả nhà đánh chẵn luôn. Chẵn một khung chẵn lại bệt. Nghiêng chẵn lại. Nghiêng chẵn, nghiêng lẻ, nghiêng chẵn, nghiêng lẻ. Quay đầu. Quay đầu liên tục. Cố lên like đầu hân hỉ mọi người. Cố lên chơi vui, cố lên cô vét. Chẵn sắp đôi, nghiêng chẵn lại luôn. Ai đánh chẵn một tay để đánh lên xe không ạ? Anh Kinh ơi, bỏ rơi em rồi à. Còn ai trong room em không ạ? Mọi người. Lại nghiêng chẵn lại rồi này. Ai đánh chẵn nữa không? Ai đánh chẵn nữa không? Đây là anh Nguyên ít tứ, lai này có 2-3 tứ rồi à. Hello anh Vũ Thanh. Hello anh Tony Trần. Ăn đưa đi. Chẵn sắp đôi húp chẵn với em tiếp này. Vẫn sắp đôi thao láo. Ai đánh chẵn cùng em không ạ? Đánh bệt đi cho dễ chơi được không? Mọi người húp chẵn sắp đôi. Anh nào húp chẵn với bé nữa không? Quan tù tì ra cái gì? Ra cái này. Cảm ơn anh Quang. Sao hết like đúng rồi. Không sao ấy. Anh ơi còn 5 phút cuối. 5 phút. Like này cuối tuần nên ít người quá. Cuối tuần nên là ít người quá. Chẳng có ai luôn. Không có ai luôn. Chẵn tứ full anh ơi. Hốp chẵn tứ. Em mở cầu chẵn tứ này. Ló tứ vào. Hốp chẵn cho em. Bệt đi anh em. Ai hốp chẵn tứ full cùng em không ạ? Yêu Molly và không thấy cái gì cơ. Anh ai húp chẵn tứ không mọi người? Có lót tứ không? Hello anh Xuân.
cầu dài cứ lót tứ vào cho em. Em vào đánh chắn đi. Như Kiến đã về bờ, lên một xe cho anh em chầm trồ ấy coi. Lên một xe cho anh em chầm trồ ấy coi. Ôi giời ơi, ai đánh chắn cùng em không? Em bảo bệt hết khung đi. Bệt đến khi mà nó không bệt được nữa thì thôi. Bệt đến khi không bệt được nữa thì thôi, ok không ạ? Bệt đến khi không bệt được nữa thì thôi. Hết khung là hết một cầu, lúc mà nó phải tự bẻ thôi. Tự bẻ thôi là hết khung. Tự bẻ là hết khung. Ôi giời ơi. Thôi, hết cầu. Lẻ xỉu phun. Ai theo yêu mà lẻ tay không? Trời trời. Gãy. Gãy răng rồi này. Hello anh 201. 201 ơi, cố gắng lên.